Định con chùa nữa hả mấy ba? Mọi người có thấy cái gì trên màn hình chưa? 73% là những người chưa đăng ký cái kênh của tôi đó. Mọi người con chùa dữ lắm luôn á. Nhưng mà không sao, mọi người xem video của tôi là tôi vui lắm rồi. Và ai mà yêu quý tôi thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra thì hãy bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận tất cả thông báo từ kênh của Dũng Cường Gaming nha mọi người. Giờ thì bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Ok, hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Dũng Cường Gaming. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ cùng team vừa chơi một cái tựa game có tên là Super Bone Survival mọi người. Thì cái luật chơi cái trò này rất là đơn giản mọi người. Tồn tại trong một cái khu gọi là đầy bom rải rác khắp nơi ha. Chỉ là vậy thôi, survival mà, đúng không, sống sót. Rồi cái gì thôi Thảo ơi, rồi chạy đi. Đứng im là xanh cỏ. Ê Thảo đừng đứng đó, cái đó bom đó, chạy chỗ khác. Qua đây. Nè thầy thấy tao chưa, ừ. Mày thấy cái nền mà nó chớp chớp không, đừng đi lại gần nha, tí nổ á. Rồi mày bị ăn nổ kìa. Nghe. Xuống dưới đó em trốn ở trong mấy cái góc đó là không có nhà, phải tới được. Trò này cũng lâu lắm rồi người, nhưng mà vẫn vui ha. Anh Dũng đứng im cái anh Dũng. Chi vậy? Mày vô thả đồng tiền bom gì đúng không? Trên đầu kìa. Cái gì vậy? Chơi gài bom. Cái này là đồng đội có thể giết nhau được nha. Chơi mà gài bom á, ấy là mày bẫy mấy người khác á là mày được tiền á. Ừ, mày bẫy người khác được luôn mà. Chúng ta nè, bấm bom nè, nó bom rớt xuống nè. Ê đụng, tao xài tên lửa. Ui, tao bị dính bom rồi. Bom nhiều thể loại lắm nha, ảo nha, cẩn thận chút. Nhiều thể loại á, bom hút, bom nổ, rồi bom keo, rồi ở gì bom keo, gì Free Fire lửa chùa vậy. Này biết Thảo có cái nội tại mà hồi xưa tôi hay chơi á, cái đó vui lắm. Cái đó là giả đồng tiền á, mày quăng đồng tiền ra mà bọn nó thấy á, nó tưởng đồng tiền mà nó lại lụm cái nổ chết luôn. Cái đó vui lắm á. Game này hồi xưa không biết chơi sao mà lên level 49 không kịp được. Bởi gì? Nhưng mà vui. Game này vui thiệt. Ừ. Ui thằng kia xài bom kìa. Ui win rồi. Chiến thắng nha. Được 150 tiền, Thảo nhiêu? 150 tiền. Ê đi vô shop mua rồi Thảo. Đâu? Đây nè, đâu rồi, Thảo đâu? Đâu. Nè đi vô shop. Bấm E vô. Rồi. Sao bấm vô mấy cái skill thấy không? Skill 38 gì đó. Skill. Ừ. Sao mà có tiền không? Quay. Đủ không? Mấy chữ C á. Ừ. Không. Học nè ní. Có 11 kim cương. Ồ vô. Chết nè, bom mức độ 4. Toan rồi. Đúng, nghe nói nghe nè chú. Hả? Em có một quả bom đó thì tìm một tiêu. Ghê vậy? Mày trên đây cho con. Né nha, nhớ chạy chạy nha. Đứng ngay hòn đảo luôn ta. Dữ vậy ta. Ui bom nghe. Ui thằng nào dưới tao vậy? Bom nó chơi cài bom bom dí mày, chơi bom dí đồng đội vậy. Chết. Vô mồm rồi. Ui. Ui bom nhiều quá. Ê, đừng có đụng cái nền màu đỏ dưới nha. Nền đỏ dưới cùng đụng cái là chết luôn á. Không kêu Thảo rồi mày. Thảo đâu rồi ta? Có quả bom dưới em. Thảo núp dưới đây phải không? Ừ. Đi ư, bom rớt kìa. Rồi. Ui gì zombie nữa vậy? Ui. Trái. Cái gì mà tôi thua vậy? Chứ là tao còn xíu máu à. Tao cũng còn xíu máu rồi. 35. Ê, cái bia cái bọc ơi. Ủa, Thảo chết luôn hả? Chưa. Ủa, mày đâu rồi? Ui.
Ui da. Đừng đừng có nhảy lên cái cây đó. Né luôn đi, né luôn đi, né luôn đi. Ui, đâu ra vậy? Má đâu ra quả bom cái chổng gì? Rồi xong hả chết ngắt. Không, ra nha, ra nha. Mơ. Chơi chế độ ác quá. Còn mấy giây à? 6 giây nữa. Thảo chết hả? Chết quẹt, cũng chưa hả? Đù ghê gì? 185 luôn nè. Nè, mini bomb lên level 2. Để xài cái chế độ mình lên đồng tiền vô shop mua cái này. Inventory đâu ta? Menu skill. Đây nè. Quăng đồng xu nè, quăng đồng xu nè. Quăng đồng xu giả nè. Có quăng đồng xu giả luôn á. Skill. Họ mua mấy cái skill á. Mấy cái outfit á thấy không? Cái chính giữa 450 á. 400 á. Không có tiền, không có tiền. Ờ tí mua, tí mua. Hay map này đẹp nè. Thôi để em cho em phỉ cái ngôi nhà này trước. Kìa cái đồng xu kìa lượm đi. Xanh cỏ. Thôi em đi hủy cái đồng xu ơi, em hủy cái nóc nhà trước. Em đi hủy căn nhà trước. U gì? Giật điện gì? Ui. Lụm đi, lụm đi. Kìa có đứa lụm ra rồi, lụm nè con. Đó cái đồng xu này nó vui nè. Hồi xưa chơi vui lắm. Hả? Ui. Ui. Bom kìa, bom quá trời vô nó luôn kìa. Ui, né ra khu băng. Thế là hết chỗ chạy rồi. Ủa băng không được hả? Ui. Nè. Cái đằng băng có mà anh Dũng chạy lại gần làm chi. Ép quá vậy. Ê có cái siêu kìa. Ngon, làm được cái siêu. Thôi em đụng khổ đây nha. Em đi đụng khổ đi. Ê đồng xu kìa, đồng xu thiệt nè, đồng xu thiệt. Đó. Thôi không ai tin ai hết. Không, đồng xu thiệt là nó có bong bóng nó rớt xuống á. Ai mới lầm mày, mới lầm mày. Thôi em chui xuống hầm đất chút. Xuống dưới hầm đất cho an toàn. Ui thằng nào quăng bóng thôi đi. Thảo còn sống không? Ui Thảo còn full cây máu luôn kìa. Cái chỗ an toàn nhất là dưới hầm đất á hả? Chui xuống hầm đất là đứng đây nãy giờ. Ui bom tới. Sao mày né ghê quá vậy? Lạng lách ghê quá vậy? Này thì lạng lách. Ê, cho mày dính lên cây luôn. Ui bom kìa. Nghe nghe nghe. Anh chưa nhảy lên và bắt cái nút cờ thử đi. Nghe biết. Ui 195 tiền luôn. Ui vô rồi, vô rồi. Mức độ 5 luôn rồi kìa. Anh Dũng, em có kêu là Nguyễn Cái Pizza. Mày chơi với thằng kia nó quăng xu kìa. Đừng lụm xu nha. Anh Dũng, có pizza kìa. Xu này xu thiệt nè. Xu thiệt á khăn. Trên đầu em có hai quả bom tay dí em bị thời. Nhớ nhìn trên đầu nha, bom dí á. Anh Dũng, em có pizza này hồi nào nè ăn không? Có ăn rồi, mới ăn pizza rồi. Ui sao bị té vậy? Ui cái gì rớt vậy? Đang chạy bóng chữ R mà mẹ. Nghe. Pizza, cái pizza đừng có lợm nha, pizza có độc á. Gì ảo vậy? Pizza của em làm ra là có độc á. Đang chạy bóng chữ R mà mẹ, tôi tưởng bị gì. Mấy cái sàn nào mà nó có cái nhấp nháy á là vô đạp vô là bị mất máu á. Xu thiệt à. Đó. Ui.
viên quả bom ta đụng quăng vô mặt em luôn. Uuuu, cái khu đi. Khu đi hết cho chạy. Cứu, cứu. Rồi xong. Chết luôn rồi. Trời ơi, khu khó quá. Khu khó chạy quá. Yeah, xem nè. Này, nào khu nó yên yên bình quá vậy. Ủa, win luôn kìa. Win rồi. Anh Dũng, vô đây cái tàu này vui lắm nè anh Dũng. Ê, chọn map nè. Vô. Map này hả? Thôi, kỹ năng của mày. Kỹ năng bóp giấy nè. Kỹ năng gì cũng đã tắm đầy quá, tắm tên lửa. Ha, dí hả? Tên lửa dí không? Không, không phải tên lửa dí hả? Không phải của ai, cái phát đó không phải của em người ta bắn á. Ôi. Ê, cũng thành tâm đâu. Tôi buồn ngủ quá ta. Ép nè. Lại dí em nữa rồi. Thôi đứng. Ôi, thằng này quá mà bỏ chuối vậy. Bom băng nữa chứ. Rồi hả, trên núp nữa rồi. Mày núp không mày? Núp. Ê, mày lụm lẻo quá vậy. Nó hút quá, bom nó bom hút quá. Ui da. Ui. Hết đường dài à. Nó còn 100 máu. Mày quá né được. Né. Ui. Ừ cái gì? Thấy hình như em mới hút được cái event cái nó nổi lên chị. Vãi theo vậy? Ừ. Không phải em được một đống tiền luôn, biết event đó là gì luôn. Ờ, event bóp giá đồng đội. Ui. Event thì cái em được tiền. Chạy qua bóng cái bên kìa. Được. Nghe. Em hút được cái event thì em biết luôn. Ui, bom. Ui, bom cái bên nữa. Ui. Ê, thì em mới bóp miền đám đông gặp đội được đó. Nô. Thì em mới bóp đẹp hơn một chút. Ui. Cả đóng luôn. Thì hồi nãy em bóp đẹp không? Ui, win rồi. Nè, biết đâu. Hút cái 155 tiền. Ê, tôi lên shop tao mua cái gì coi. 400 nè, 700 nè, tôi mua cái 700 luôn. Ra cái gì đây? Chip pull xe. Chip pull là gì ta? Để equip thôi coi. Còn cái service này là sao ta không hiểu nè. Hỏi em bị gì vậy anh Dũng? Anh Dũng ơi. Hả? Em bị gì vậy? Bị gì? Bị ngã quỵ. Ê, đậu xanh tao cũng bị luôn. Mức 4. Mức 4 thì đơn giản hơn cái mức khác. Em có mặt tung đắt thì em được thôi. Đu. Tao có trưởng cam mê gì vậy? Wow. Này xu thiệt nè. Đó. Bơm của mình văng ra thì mình cho mình là bắn máu một chút. Chuyện chơi game buồn ngủ rồi ta. Chơi game mà buồn ngủ à. Ai chà. Ủa, tao cầm cái gì tao trưởng nè. Có skill. Ui. Bóp mà sao ghê ý vậy. Chạy. Vô đây. Ui, quả bom cái bên nè.
suốt của bom này nè. Ừ, đặt xuống dưới. Cảm ơn chú cũng. Em bị té là mặt đất kìa. Ê, đừng có nhảy vô màu đỏ nha, tao kẹt ở dưới luôn kìa. Cái này gì vậy? Ừ, em được bút. Hay ta. Suốt ra. Còn chấm máu là lo gì. Ui, dược điện. Tính ra game này nó cũng dễ, đâu có khó mấy đâu. Bom dễ né mà. Có mấy game kia mới khó. Ồ, lại win. Quả tèo. Vậy em không biết nhưng mà em lại biết cái để dùng đồng. Ừ. Piano đốt là làm gì em chú? Em biết đâu. Để thử nha. Trong đây là gì ta? À, đứng lên cổng pháo đó rồi. Dũng ơi, chưa chờ cái piano có em chú. Búng. Mới nó quăng người như quăng cái gì vậy. Ui, tao lại dược điện thôi vậy. Dược thốn vái teo luôn. Bom. Ăn tăng máu, tăng máu. Em đóng phần cái là ăn cái viên liên tục hai quả bơm. Ui, có siêu. Lầm cái siêu. Trời ơi. Ở đâu rồi để test này cái rồi hả? Test cái gì mà test không biết. Nó bằng bơm kìa chú. Bom gì bom hình cái ấm nè. Trời ơi. Ê bom bom bom. Bom độc. Mày hả mày. Né né né. Bom nhiều quá. Né ra né ra. Nó mày chơi dơ. Tuấn chơi bom điện phải không? Chơi bom điện cái gì nè. Ủa mất máu không? Mất quyền đóng máu luôn. Mấy chơi dơ à, tao cho mày nằm nằm quỷ nè. Chết rồi. Em nói em test thôi mà. Làm việc khác. Rồi thảo mốt cầm mấy piano á. Đứa này nó đang tuyệt vọng. Nó đang đứng đó. Mày cầm mà ngay mày gõ cái đầu đó. Nó đi luôn. Nhảy cái gì. Rồi chết ngắt. Thảo chết phải không? Nè kêu nhảy xuống đống lava chị. Né né né. Ok xong. Và chắc video của tôi đến đây là hết rồi mọi người. Ai mà thấy hay thì để lại tôi một like và một subscribe. Ngoài ra hãy comment ở bên dưới video cho tôi biết là mọi người có thích team tôi chơi những cái tựa game vui nhộn, chơi những cái tựa game hài hước như thế này nữa không ha. Tôi là Dũng Bự Binh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có ngày tốt lành. Bye bye. Bye. Tưởng mày không bài nữa, một tát nữa nè.